Bên ngoài trái đất là thế giới vô cùng kỳ bí. Sự sống ngoài hành tinh cũng là điều mà chúng ta luôn cố gắng tìm hiểu. Hả? Cậu nói chuyện được không? Mình là Elliot. E.T. một sinh vật ngoài hành tinh. Nó hiền lắm, không làm em đau đâu. Hành trình trở về nhà của E.T. Nói lại cho ai sao? Gọi về nhà. E.T. còn có một cái radar. This is how you make dinosaurs? No. This is how you play God.